cứ đi bên trong này, đừng đi ra ngoài như như hai mấy xe kia ra ngoài đằng kia không có công an nó bắt đấy. Cứ đi, cứ đi đèo đèo không sợ. Xi nhan đi, xi nhan rẽ phải đi. Rẽ phải nhá. Rồi ok. Đấy đi vào đi. Những đoạn này đừng đè vạch nhá. Đấy, xi nhan rẽ trái theo bọn cái này nhá. Xi nhan nhá. Đi sang làn bên. Rồi ok, rẽ vào đi. Đấy, bên phải có xe nó đi vào chiều. Đấy, đi đi, vào đi. Rồi ok, đi thẳng đi. Xi nhan phải luôn đi. Xi nhan phải luôn đi. Ờ, rẽ phải. Xe này, xe này. Đèn xanh đèn đỏ rẽ phải luôn nhá. Dừng lại nhá. Dừng lại. Bật xi nhan phải luôn. Rồi ok. Đây là ngã tư đèn xanh đèn đỏ Hải Bối. Dưới gầm cầu Thăng Long. Phải đi qua cầu nữa. Rồi rẽ phải đi. Ok. Đấy đi theo này. Hiện tại lúc này mình đang đi sang bên Bắc Thăng, bên Nam Thăng Long mọi người ạ. Thì ở đây là mình đi bằng xe máy cho nên là mình không được đi trên tầng 2 của cầu Thăng Long, và mình phải đi dưới khu tầng 1. Vì vậy là mình phải đi theo cái đường này. Và hôm nay mình đang ngồi ở sau xe và cầm lái là một anh bạn của mình, thì mình đang chỉ đường cho anh đi. Đấy, ra đây rẽ phải luôn. Rẽ phải, rẽ phải, rẽ phải. Rồi ok. Qua cái con xe ô tô đen này là phải rẽ phải luôn này. Xi nhan rẽ phải. Rồi ok, đi thẳng. Hả? Tắt xi nhan đi. Không có đường nào cả. Nhưng mà đi lên trên cầu kia là nó xịt luôn. Nó cấm ô tô, à cấm xe máy không được đi lên trên cầu đấy mà. Hiểu không? Thì đây, dưới cầu đây. Thì đường này là đường duy nhất dẫn ra cầu này đây. Dưới gầm cầu này đây. Còn ô tô thì nó đi ở trên tầng kia, anh nhìn thấy chưa? Đấy, anh nhìn thấy làm gì có xe máy nào đi trên tầng đâu. Đây là cái tầng 2 của cầu Thăng Long. Thì... hả? À, phải mua ô tô để đi lên cầu đúng không? Đấy. Lúc này thì mình bắt đầu đi lên trên lên cầu rồi mọi người ạ. Đấy, bây giờ là mình đang di chuyển trên cầu Thăng Long. Mình đi bằng xe máy nên là mình phải đi ở dưới cái tầng dưới này. Còn ô tô thì là sẽ phải di chuyển ở trên cái tầng trên này này. Đấy. Đây là hình ảnh cầu Thăng Long buổi tối khi mà mình di chuyển bằng xe máy. Qua bên kia cầu Thăng Long sẽ là bên Nam Thăng Long. Anh đi đoạn đường này bao giờ chưa? Đi rồi. Bao giờ? Hôm nay đi lắp đặt công trình
đâu. À, thế chả phải đi vòng thế à? Không, không phải đi vòng thế. Thế đi kiểu gì? Anh nhớ. Ừ. Đi ô tô thì? Đi xe máy. Xe máy thì chỉ có đây sang thôi. Còn ngoài ra không có đường nào cả. Đây sang hết cầu này là sang đến đường Phạm Văn Đồng à. Đi thẳng đi. Thẳng, thẳng, thẳng. Giờ thì mình đã đi qua hết cầu Thăng Long rồi mọi người ạ. Bây giờ mình đang ở khu vực Nam Thăng Long. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì mình cùng với anh bạn, hai anh em đi dạo phố Hà Nội, đi chơi ở bên này. Xin chào các bạn nhé. Thì sau khi mà mình cùng với anh bạn đi qua cầu Thăng Long thì lúc này là mình và anh bạn đang có mặt tại nhà thờ bên Cổ Nhuế. Các bạn ạ, thì anh bạn của mình vừa đi vào trong nhà thờ rồi. Anh bạn của mình là người theo đạo ấy, thì mình vẫn đứng ngoài này. Xin mời mọi người cùng đồng hành với mình, chúng ta cùng nhau đi vào trong nhà thờ bên chỗ Cổ Nhuế Hà Nội này nhé mọi người nhé. Đây. Mở cốp ra lấy mũ anh tính. Em đèo á?